sai Mã Lai Vân. Dạ. Trái rất là sai. Dạ, đây là các bạn, đây là cây dừa xinh xinh Mã Lai các bạn. Đây. Cây dừa xinh xinh Mã Lai này anh trồng được bao lâu rồi? Anh thấy nó có này như Được là 9 năm rồi anh. là 9 năm rồi. Dạ. Mà nó vẫn còn lùng. Ôi em thấy là như là vòng vòng đây là anh trồng nguyên cái loại giống dừa Ở đây xinh xinh Mã Lai luôn ha. anh trồng một loại thôi anh. Dạ. Anh qua đây. Dạ. Bây giờ các bạn theo chân mình để theo dõi. Ôi trái trái nhiều quá thiệt các bạn ơi. Nước rất là nhiều, vỏ mỏng. Dạ. Rồi. À, Lê, em thấy cái dừa xinh xinh Mã Lai này mùa nắng em thấy là nó phải hạn chế trái, mà sao em thấy trái cũng nhiều quá, anh có tưới thường hay sao? Ông này em vẫn bình thường không có tưới anh, nhưng mà lại cái dừa này nó mạnh, nó sai trái lắm anh. Nó mạnh Dạ. hơn những loại dừa thường. Em thấy cái dừa mới mới 9 năm mà thấy cũng không cao lắm ha. Rồi mình Cây thấy. dừa này nó trên cây nó khoảng 400 trái. Dạ, mà một cây nó cho trái được khoảng 400. Hiện giờ trên cây á Dạ. quay được mấy chục trái. Cái này nó nặng quá, nhiều quá, anh phải chỗ thêm chỗ chỗ phụ nó liền ha. Ôi trái bên đây quá trời nè các bạn. Ôi. Rất là xấu. Em cứ đi đi xem qua đây Dạ. cây nào cũng đẹp. Ở đây anh Liên trồng dừa thấy đặc biệt là cái là nó rất là đều các bạn đó, mà em thấy làm giống là một cây khoảng ba khoảng 9 năm là mình làm để làm giống là chuẩn hành liền hả? Mấy cây mấy năm đầu những cây tơ Dạ. mình làm giống nó dở lắm, nó không chất lượng bằng những cây mà có tuổi. Dạ. Không, anh thấy cây nào cũng vậy. Mấy cái trái nó màu nó sậm sậm nó ngã vàng này nè là nó già sao liền hả? À, nó khô rồi đó. Dạ, nó khô là nó sẽ teo lại bớt ha. Mình chuẩn bị chặt xuống làm giống được. Dạ, vậy Ương. là cái quà này anh sẽ ương để làm giống đó. Đúng rồi. Ô, bạn thấy là cái dừa bên đây nữa này đó. Đó, hôm nay được đến tận vườn dừa của anh Liên xem cái dừa thấy là rất là tuyệt vời luôn. Đây, trái này Đây là được 9 năm mà nó rất là lùng. cái này được 9 năm nè, bạn Nè, chỉ ngang đầu em thôi đâu có sao đâu. Đúng không? là cái dạ đúng rồi. Ôi mà như mình thấy nó trái nó ít lại bớt thì cái trái rất to khủng hơn đó anh Liên. Đúng rồi. Dạ. Đó. Quay bạn xem ha. Này không bạn nó đậu trái thì nó chùm chùm luôn nè. Nó rất là nhiều nụ. Dạ. Cái đợt nắng này là anh có xịt thuốc vô anh Liên. Lâu lâu em chỉ xịt thuốc ngừa mấy con đuôi mà. Dạ, nó ngừa bình thường ha. Còn lại em để tự nhiên. Dạ. Một cây này nó lùng đùng nè. À, mình đi thế này không xuống. Ôi ủa sao em thấy cái cây nào nó cũng quá trời trái nên Ly ơi qua này nè. Dạ cây nào cũng đẹp rất là nhiều luôn nè. Bây giờ anh Liên không có bán dừa dừa tươi nên là để rất là nhiều loại trái buồn nó hơi già già nè để anh đem về phía trên nhà để anh để làm giống. Chị tư này cái tháng nắng này nó có giá không anh Liên? Thì tháng này nó rất là có giá anh đi. Dạ. Một chục khoảng từ 90.000 đến 100.000. 100.000. Ok, cái phía bên đây cũng trái khá khá nhiều này. Công nhận vừa anh Liên cái thấp thấp cái trái nhiều cái nó đi cũng mát mà thấy mê quá Liên. Nó trái bên đây cũng quá trời ha. Em cứ một tàu là một quầy dừa Dạ hình suốt như luôn. đúng rồi. Cái em thấy là cái mỗi cái bè cái ta tàu dừa là có một cái lưỡi mèo Đúng rồi. rồi nó cho trái xung quanh luôn. Ồ cái trái này buồn này như thấy Bự to này thiệt khoảng ra. 2 kg mấy á. Rồi. Nó như là em nhớ là cái gáo nó mỏng à. Cái vỏ nó mỏng. Nó mỏng, nước nó rất là nhiều Nước luôn. rất là nhiều. Dạ. Một trái là hơn một ly bự. Dạ, mình đi qua đây mình xem nè. Nè. Đây bên góc dừa của anh Liên đây. Đó, bên già già bên kia bạn thấy là cái dừa trái nhiều nè. Bạn thấy nè. Đặc biệt là nổi tiếng về dừa Bến Tre. Nhưng mà đặc biệt là ở Cù Lao dừa của anh Liên thì trái có rất là nhiều. Rất là size khá chất lượng nè. Rất là to. To hơn những cái loại dừa thông thường. Những Dạ. loại dừa siêu khác. Cái dừa trong xiêm xanh này là cái em thấy hình như trên thị trường của mình á là hình như là em cũng nghe nói là
là được xuất khẩu không anh Khải? Đúng rồi, hiện tại là cái dừa sim xanh của mình là nó xuất khẩu đi, hiện tại cái lái thu mua dừa của em là nó xuất khẩu đi Hàn Quốc anh, đem lên Sài Gòn rồi Sài Gòn vô đóng vô thùng giấy, mỗi một thùng là 12 trái rồi vô container rồi đem đi Hàn Quốc anh. Nhưng mà cái loại dừa này hình như là mình dừa nó có hình như là nước ngọt hơn mấy cái loại khác hay sao mà được ưa chuộng mình đi đi xuất khẩu anh Khải? Thứ nhất là nước nó ngọt, thứ hai nữa là cái trái nó lớn anh. Trái lớn hơn, nước ngọt hơn. À, nó dạ. Lớn hơn mấy cái loại dừa sim kia, thứ hai nữa là cái vỏ nó hơi dày hơn mấy cái loại dừa sim kia nên mình xuất khẩu đi được. Dạ. Ấy là một cái nguyên vườn này là cái anh mới một bội bùn là mình mùa nắng là mình mới bắt đầu bội bùn hay sao thôi? Đúng rồi, một năm thường mình bội bùn một lần vào cuối mùa mưa đầu mùa nắng anh. Dạ. Cho cây nó sung lại cho nó ra bông rồi. Ra bông nhiều. À. Dạ. Hình như cái loại dừa dừa này á mình cái trái như em thấy là khoảng nhiều cái mà thấy gáo nó cũng hơi to nè, bự to rồi. Ha. Cái lái thường họ mua là 1,3 kg dừa sim xanh là 1,3 kg là chuẩn, đạt chuẩn nè. Dạ. Ký 3 ăn lên. Vậy là nó đạt chuẩn là 1,3 kg trở lên. Dạ, là có giá. Dạ đúng rồi. Là dạ, loại 1 á. Dạ. Nhưng mà em thấy cái loại đấy này em thấy cũng to, chắc cũng 1,3 kg ngoài quá anh Khởi. Dạ. Dạ. Để một tí nữa em có cần thì em chặt, mình cần thử trái cho anh xem, cho mọi người cùng xem. Dạ, dạ. Dạ. Thường là đúng rồi, dừa sim á thì thường quan niệm của bà con mình á thì nó sẽ nhỏ trái, đúng không? Dạ. Nhưng mà nước ngọt. Đúng. Nhưng mà cái này là dừa sim xanh này, loại dừa này là cũng thấy cũng khá to, đúng không? Bây dạ. Giờ ở phía trước này là nguyên vườn là trồng dừa sim xanh hết không anh Khởi? Dạ đúng rồi. À. Cái dừa sim xanh này nó đặc điểm sao, em thấy cũng hình như là trái nó tròn hơn sao anh Khởi? Đúng rồi, ở sim xanh này có chỗ người ta kêu bằng sim xanh bầu đó anh. Là sim xanh bầu á hả? Dạ đúng rồi. Này em thấy cái trái nè. Trái nó bầu. Trái nó bầu là khi mà nó còn non là nó tròn hay sao? Dạ. Non lớn đến lớn gì nó cũng tròn nha, trái nó cũng tròn á. Dạ, em thấy là cái đặc điểm là nó bầu. Nó bầu. À, bây giờ có dùng người ta kêu bằng sim xanh bầu á. Sim bầu. Mà dạ. Gáo là sao anh Khởi? Gáo nó cũng lớn. Là cũng lớn luôn hả? Dạ. Là nó vỏ mỏng. Dạ. Ông bạn thấy là cái loại dừa sim xanh này á là đặc biệt là ở xuất khẩu ở Hàn Quốc không thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Nói chung là Hàn Quốc đi mấy nước châu Âu rồi nè. Dạ. Tại cái nước nó ngọt lắm, thị trường nó ưa chuộng. Hình như là đặc điểm là cái màu nó nhạt hơn sao thôi. Đúng rồi, cái màu nó nhạt hơn thằng sim lục, dừa sim lục mình. Dạ. Ồ, bây giờ bạn thấy là một quài là khoảng bao nhiêu trái anh Khởi? Một quài của nó nếu tầm thấp nhất thì cũng khoảng 10 trái trở lên. Là 10 trái còn hả? Nếu mà size cũng khoảng 15, 17 trái. Ở đây thì anh Khởi ở Cầu Kè thì anh Khởi là chỉ có giống dừa sim xanh này. Còn ở chỗ khác có trồng không anh Khởi? Nói chung là ở đây có mình em trồng thôi, còn chỗ khác em cũng không có rành lắm anh. Dạ. Yeah. Wow, một cái này là ký gửi 50. Wow, cái em bán đấy là dừa sim xanh mà dừa sim mà thường thường á là 1,3 kg, yeah. Ký 2 phải không? Cái này 1,3 kg, yeah. Nhưng mà ở đây được ký 6 luôn rồi, ký 6 luôn hả? Ký 6, ký gửi 50. Dạ. Yeah. Ồ, các bạn thấy là cái dừa này trái vậy là khá cao quá anh Khởi. Cái trái nó tròn đẹp. Dạ. Yeah. Vậy là lái này nó đâu có kén gì nữa. Dạ đúng rồi. Vô đây là đặt chuẩn luôn, chuẩn của nó là ký bàn lên. Dạ. Nhưng mà cái loại mà dừa này á, thí dụ mình trái nó to vậy là lái nó mua khoảng một nhiêu một chục anh Khởi? Nói chung là cái giá dừa hiện tại là cái giá theo cái thị trường. Dạ. Cây mùa mưa nếu mà thấp nhất á, là nó 60.000. 60.000. À. Còn hiện tại cái đợt này thì tầm khoảng 75.000 chục. Dạ. Còn cái mùa nắng đỉnh điểm nó khoảng 120-130, có khi lên 140 cũng chừng. Dạ. Tại vì nói chung dừa là mình bán theo cái giá thị trường. Đó. Mà đỉnh điểm thấp nhất của nó là tầm khoảng 60.000 chục là thấp nhất. Dạ. Đó. Cái dừa sim xanh này là cái đầu ra là không sợ. Nói chung là tiêu thụ trong nước vẫn được, đi nước ngoài cũng vẫn được. Đó. Yeah.